Em Ri xin mến chào cả nhà. Hiện tại thì em Ri đang có mặt một cái quán ăn hè phố nhưng mà rất là nổi tiếng này, rất là ngon luôn. Thì ở đây thì gia đình chúng ta thấy là bán rất là nhiều món nè. Ở đây thì để khi quay cái nồi nước lèo ha. Đây gia đình mình thấy cái nồi bò kho đây. Bò kho này có cái giá không chị? Em mượn cái giá thử. Ở đây cái nè. Chị nhấc lên thử cho em nhìn cái topping nó nằm trên ở đây ra. Không bỏ vô được rồi chị, được rồi, để em quay ngoài được rồi. Xin lỗi, ở đây là cái nồi sáng giờ thì bán cũng giật gần nửa nồi ha. Rồi bên đây là phở đúng không chị? Ở đây mình bán bao nhiêu món vậy? Phở Nam Giang, bò kho. Phở hủ tiếu Nam Giang, bò kho, gọi gì nữa chị? Ba thứ thôi. Dạ, một ngày là mình bán vậy là từ mấy giờ đến mấy giờ hả chị? Từ 6 giờ sáng khoảng từ 10 giờ rưỡi trưa. 6 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi trưa là hết. Cái này ba nồi này gia đình mình thấy đây, ba nồi nước lèo rất là khủng nha. Dạ, mỗi ngày thì sẽ ba nồi như thế này, cuốn nước như thế này đây. Và từ 6 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi trưa là hết. Gia đình chúng ta thấy là cái nồi bò kho của chị đây, topping rất là nhiều luôn. Đây chị đang làm cho khách. Thì hủ tiếu Nam Vang nữa ha. Rồi đây cả nhà mình thấy tôm đây nè. Rất là nhiều luôn. Phở. Đây. Đây để quay chị đang làm bò kho cho khách ha. Đây cả nhà mình thấy chị đang làm bò kho cho khách đây. Một cái quán nằm trong hẻm thôi, rất đông luôn. Ri cũng biết cái quán này rất là lâu rồi nhưng mà chưa có dịp đến đây để review. Đây, gia đình chúng ta thấy một con bò kho đây, topping rất là nhiều luôn. Đồng giá 35.000 cả nhà mình. Rất là nhiều để ghi vay phía ngoài cho gia đình chúng ta thấy. Đồng giá là 35k luôn. Đây quán Dung ha. Đây phở bò kho hủ tiếu Nam Vang đây. Topping rất là nhiều. Nhìn cái chồng tô đây thì bây giờ thì khách cứ rai hoài á, hoặc sáng sớm á, thì khách nó đông hơn nhiều. Rồi bây giờ thì một số nữa thì ta chưa ngủ dậy thì để một xíu nữa thì gia đình chúng ta sẽ thấy là khách vào rất là đông luôn. Đây là bút liên tục luôn cả nhà mình thấy, lại là một bò kho nữa. Ở đây thì khách ăn phở với bò kho nhiều. Hủ tiếu Nam Vang là mấy bé thì thích ăn hơn. Nam Giang bán nhiều. Nam Giang bán nhiều hơn bò kho với phở. Chị em thấy là cái quán mình lâu lắm rồi, chị bán đây là bao nhiêu năm rồi hả chị? Gần 20 năm rồi đó. Gần 20 năm rồi, đúng rồi. Lúc em nhỏ em còn học lớp 12 là ở đây, là ở cái hang ở đây rồi. Ở đây là quán nằm trên đường Hưng Phú nghe đại gia đình mình. Dạ, địa chỉ là 157 đường Hưng Phú. Vào đến 157 thì phía trước thì có một cái quán cơm nữa đây. Phía trước thì quán cơm sườn ha. Rồi vừa vô hẻm thôi thì cả nhà mình thấy là kế bên quán cà phê 168 này. Đối diện quán cà phê 168 này, bên hông đây. Đây là chị làm liên tục luôn. Đây là hủ tiếu xương hả chị? Xương. Tập cẩm là cũng đồng giá 35.000 hết rồi. Đây gia đình thấy topping đây. Rất là nhiều topping, hai cái cục xương mà thịt rất là nhiều nè, bự chà bá luôn. Chỉ có 35k thôi. Tùy theo khách, gia đình chúng ta thấy là xương, nhưng mà xương hủ tiếu nhưng mà khách thích lấy nước bò kho thì ở đây thì quán người ta sẽ lấy nước bò kho cho mình, hoặc là mình thấy thích lấy nước phở thì người ta lấy nước phở. Tùy theo phục vụ theo khách hàng luôn, là thượng đế luôn. Đây phần bò kho gia đình chúng ta thấy topping rất là nhiều nha. Hành lá, hành sắt đủ thứ luôn. Ở đây thì quán này bán lâu rồi nên là khách quen nhiều lắm cả nhà. Đa số là lại là cứ sáng là ghé ha. Và đặc biệt ở đây nữa thì bán rất là nhiều món cho nên là mình đổi khẩu vị liên tục. Mình có thể phở và bò kho hoặc hủ tiếu,
cho nên là cũng đỡ ngán. Nếu mà mình bán chỉ một món thôi thì cái lượng khách quay lại nó sẽ chậm hơn. Đây thì chị bán hủ tiếu Nam Vang đây. Đây nhìn là topping nè, cật trứng. À, cật rất là nhiều luôn cả nhà mình. Cơm, đây, hai cơm, thịt bằm, trứng cút. Nè mình thấy đây, cái nồi nước lèo riêng hết ha. Dạ, đây coi khách quen khu vực chiều dòng đây thì gọi mang đi cũng rất là nhiều. Nè, ta ở ngồi ở nhà, ta gọi là đến, gọi là đến. À, phục vụ phải nói là trên tinh thần khách hàng là trên hết luôn. À, khách đến quán cũng như là khách xung quanh khu vực xung quanh gần đây bán kính khoảng 1-2 km thì quán đều mang đến hết. Thói quen luôn cả nhà, như giống như người ta ăn quen rồi thì cứ đem đến nhà cho người ta ăn thôi, gọi là mối lâu năm luôn á. Rồi chị ba, cái hủ tiếu cho con của mấy chị Sáu á. Chị Sáu nè. Sáu đây nè, mình hủ tiếu rồi. Đây lại là phần hủ tiếu Nam Vang đây, thấy chị làm liên tục vậy thì ba cái nồi nước lèo này gia đình chúng ta thấy là không biết bao nhiêu đô mà nói luôn. Ngày mà ba cái nồi nước lèo lớn như thế này thì cái lượng chị bán rất là nhiều luôn. Đây. Đây thì chị sẽ chuẩn bị phần mang đi cho khách ha. Rất là nhanh tay luôn cả nhà mình. Làm quen thì em thấy quá trời nhìn không kịp luôn á. Rất là nhanh. Đây thì quán cũng có mấy chị phụ nữa, một chị đứng bếp và mấy chị phải phụ vô đồ rồi bưng cho khách nữa. Cho nên là quán này muốn hoạt động một cái quán gì thì gia đình chúng ta thấy là cũng phải 5-6 người thì mới làm được cái quán như thế này. Cái nhân công bán thì nhiều nhưng mà đồng thời là cái nhân công cũng rất là nhiều. Đây lại là khách gọi đến ăn nữa, liên tục luôn cả nhà. Các cô đây làm quen tay rồi, nhưng mà mình thấy nhìn múc đồ lấy đồ và đồ gọn rất là nhanh luôn. 70 phải không? Dạ dạ. Ở cục sao thôi. Đây cả nhà mình thấy cái lượng khách khá là đông bên kia. Mình thì cũng hạn chế quay trực tiếp mặt khách, tại vì người ta đến ăn thì có những khách người ta cũng thích, có những khách người ta không thích quay vô mặt người ta, cho nên là mình chủ yếu là mình sẽ quay trong cái khu vực bếp của mình. Mình hạn chế mình quay khách ở ngoài, tại vì người ta đi ăn thì nhiều khi người ta cũng ngại lên TV. Chúng ta thấy cái quán mà cứ múc liên tục điều thai như vậy thì rất là nhiều, mà các chị mà khi mở quán mà mơ ước được như thế này, cứ làm liên tục như thế này thì từ sáng đến trưa gia đình chúng ta thấy là biết là bao nhiêu phần mà nói. Dạ được, cái này thì phải, cái này là chuẩn bị, cái khâu chuẩn bị là từ cái hôm trước luôn hả chị? Khuya khoảng mấy giờ chị? 3 giờ khuya. Dạ. 3 giờ chị chia sẻ là 3 giờ là bắt đầu là nhân viên trong quán là tập trung lại làm thì khoảng mấy giờ là mình có bán hả chị? 6 giờ sáng. Tức là 3 giờ đêm sẽ sơ chế và nấu luôn, thì tới 6 giờ sáng là đồ chính và mình có thể bắt đầu là mình bán cho khách luôn. Từ 6 giờ thì tại vì phải bán sớm này, nhiều khi học sinh đi học rồi đó cần ăn sớm thì gia đình chúng ta thấy là giờ đó là ra là cũng vừa khớp luôn, để mấy em học sinh rồi ghé ăn xong rồi đi học, rồi ba mẹ anh chị tranh thủ ăn luôn rồi đi làm luôn, đỡ tốn thời gian phải đi tới đi luôn. Cái con hẻm thì rất là rộng nha cả nhà mình. Từ cái con hẻm này để ghi quay lại cho cả nhà mình xem nè, để xe là thoải mái luôn nha.
xe mình sẽ để phía sau đó, xe mình sẽ để phía sau kia, cho nên là rất là thoải mái luôn. Ở đây thì qua có một cái quán cà phê nè, thì khách ngồi bên quán cà phê này thì gọi thức ăn ăn cũng rất là nhiều. Đây, đây là cái con hẻm mình rất là rộng luôn. Phía trước là có một cái quán cơm. Chị cũng đang sơ chế đây, sơ chế món ăn để chuẩn bị cho cơm trưa đây. Ở đây thì gia đình chúng ta ngoài ăn sáng ra thì có thể đến đây ăn trưa luôn, rất là tiện ở khu vực này. Thì đây, gia đình chúng ta thấy là cái bãi xe đằng kia rất là rộng luôn nha. Xe hơi, xe tải, xe gắn máy gì là vào quán ăn là đậu thoải mái luôn. Cho nên là các anh chị mình mà có đi xe hơi á, hay là xe du lịch, xe tải đồ á, thì mình có chở khách đồ, xe 16 chỗ, 25 chỗ đồ, chở khách đồ thì mình ghé lên đây ăn cũng được. Tại vì cái đường rất là rộng phía trong này, phía trong này rất là rộng luôn, mình đậu xe là thoải mái. Đây gia đình chúng ta thấy ngồi nước lèo nè, nóng rất là nóng nè, nóng liên tục luôn như thế này đây. Nồi nước lèo là không bao giờ giảm lửa hết, cứ sôi ùn ùn như thế này suốt luôn. Thấy cái lượng khách mà bán liên tục nó như thế nào rồi, và vào ăn là gia đình chúng ta có cảm giác mà khi mà mình húp một cái tô hủ tiếu hay tô phở hay gì đó, mà nó nóng nó đã lắm, còn vô mà ăn lạnh là thua. Kể cả hủ tiếu gia đình mình thấy mà trụng mà nước không đủ sôi là hồi nó bở, ăn của hủ tiếu không bao giờ dai, nó sẽ không ngon. Cho nên là quan trọng lắm cái nhiệt độ đây. Nếu mà gia đình chúng ta tiết kiệm cái ga, cái lửa đồ thì sẽ ra một cái thành phẩm nó sẽ chắc chắn là không ngon. Nói gì nói cái phần mì hay hủ tiếu gì mà trụng không đủ nước sôi, nước không đủ sôi là chắc chắn sẽ bở. Này gọi thịt thêm hả chị? Đây gia đình chúng ta thấy khách gọi thêm ha. Đây thì thịt là hủ tiếu khô. Hủ tiếu khô nhầm. Để quay topping của hủ tiếu khô cả nhà mình thấy đây. Ở đây chị đang làm. Ở đây thì một tô vậy đó. Thấy là mấy cục sườn nha, rồi hai cục sườn, rồi thịt nạc, rồi gan, rồi cực, rồi trứng cút, rất là nhiều đấy, topping rất là nhiều luôn. Nhà mình thấy là quá trời luôn. Để chị đứng một bên né cho chị làm. Rất nhanh, gia đình chúng ta thấy là khách ở đây là khách mối, cho nên là vào liên tục như thế này đây. Không như những cái chỗ khác mà đến giờ đi làm người ta ùn vô một cái rồi xong là vắng luôn. Còn đây là đều mỗi ngày luôn. Đây khoái nhất là mấy cái nồi nước lèo cả nhà, lúc nào cũng sôi ùn ùn nguyên ngút khói hết, rất là nóng luôn. Cái cảm giác mà sáng mà ăn đồ ăn nóng, cái thanh quản mình cũng rất là tốt nữa. Giống như là nghệ sĩ Trịnh Ngọc Huyền đó, Thu Hoàng Phụng Cổ cũng hướng dẫn chúng ta đó, buổi sáng mà để có cái giọng nói tốt đó, là nên ăn cái lượng chín gì nóng nóng, ăn phở, hủ tiếu hay bò kho gì đó, thì nó làm giãn cái dây thanh quản chúng ta ra, thì chúng ta nói chuyện sẽ tốt hơn, cái giọng chúng ta sẽ thanh và ấm hơn. Khách cứ vô liên tục kìa, gia đình chúng ta thấy là cái bãi xe đều quá đã rồi. Ở đây là xe nào đậu cũng được hết trơn. Nhiều cái quán ăn mà gia đình chúng ta thấy là khách mà đi xe hơi là rất ngại đến luôn. Đến cái là không có chỗ đậu xe, phải ve thôi, tới che lui rất là cực luôn, bị đuổi tới bị lui lui. Gọi là ăn rồi là quạo luôn, không ăn được nữa. Cho nên mình có cái bãi xe thoải mái là sướng rồi. Xe cứ đậu mà đậu gọi là xa xa nhau, giữ khoảng cách luôn, không có sợ chầy gì hết. Nên là vào ăn là mình có cái cảm giác là nó nhiều yếu tố để món ăn nó ngon. Món ăn ngon rồi mà giữ xe rồi mình cứ cạ quẹt dời tới dời lui hồi quạo hết ăn luôn. Nhiều yếu tố thì ở đây đáp ứng đủ cho gia đình chúng ta
vừa bãi xe rộng thông thoáng nè, quán thì chỗ ngồi ngoài vỉa hè cực kỳ rộng luôn, rất là yên tĩnh ở trong hẻm như thế này. Đồ ăn thì nóng, cực kỳ nóng luôn, và làm mỗi ngày cứ 3 giờ sáng làm, 6 giờ sáng bán, rất là tiện luôn cả nhà. Phải nói là nhìn chất lượng thì không chê rồi. Đây chị đang cắt mấy cái phần bò kho ra ha. Dạ. Cắt sẵn để hồi mà khách lại đông á, làm không có kịp, nên là lúc nào rảnh là phải tranh thủ làm. Ở đây gia đình thấy là bên đây thì cái quán cà phê 168 kế bên đó, thì khách thì uống cà phê mà ra ăn sáng nó gọi rất là nhiều, đa số là hết 70% là khách là uống cà phê bên kia là đi ăn sáng bên đây hết, rất là tiện luôn. Vừa nhâm nhi ly cà phê mà vừa có món ăn ngon nóng hổi kế bên nữa, mang qua rất là tiện luôn cả nhà mình. Cho nên là ở đây được có nhiều lượng khách, từ khách bên quán cà phê nè, rồi khách khu vực quần lên bán kính 2 km người ta quen ta cũng gọi mang đến nè, rồi khách người ta tự đến nữa, rất là nhiều luôn. Thì ở đây thì quá trời đã luôn. Đây, hôm nay thì Ghi cũng xin phép review đến đây ha, để hôm sau thì Ghi sẽ giới thiệu cho gia đình mình nhiều quán khác nữa, nhiều món ăn khác nữa, và đặc biệt là những món ăn của Ghi giới thiệu là những món ăn đường phố và giá cả bình dân nhưng mà chất lượng rất là ngon và được nhiều thực khách đón nhận. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nhé. Dạ, em chào chị.